này có vẻ như thứ nhất là mình cũng đang cố gắng chọn một bản chất là vì bạn này được phòng cái điểm mà không có đủ để tham gia thi đấu, đã mang tính khách quan nhưng mà do là trọng tài không có chuyên nghiệp nên là khi mà mắc lỗi thì nhiều khi cũng sơ xuất nhiều đó. Thì những lần sau mà mình tổ chức hội thao 30 người mà tổ chức hội thao mình sẽ thay trọng tài chuyên nghiệp hơn nhiều đó. Thầy cũng rút kinh nghiệm lần sau trước khi chơi là sẽ chơi phổ biến nhất trước để cho mấy anh em nắm kỹ mà chơi. Thì thôi nếu mà không có ý kiến gì nữa thì mình sẽ công bố giải và anh Hải có ý kiến xin mời anh Hải. Riêng cái phần mà thi đấu bóng đá nữ đó thì tôi thấy không khí rất là hào hứng. Mà cái điều này á, thì có thể là sắp tới những cái ngày mà lễ trọng đại của đất nước mình có thể mình tổ chức hội thao nữa. Nhưng mà riêng cái qua cái lần mà tổ chức bóng đá nữ này á, là tôi thấy á, cái tinh thần thể thao với tinh thần mà đoàn kết nó rất là tốt. Mặc dù hai đội đá trên sân mà tôi thấy khi va chạm mà có sự té ngửa ra thì đứa này quấn đứa kia giống như kiểu như là mày làm chơi kỳ này kia, cái nhỏ cười giỡn. Cái đó là cái tinh thần tôi nói rất là khoe đây. Mà cái điều đó đó là khi tôi tổ chức mà những giải bóng đá nam của công ty nha, vẫn có bên nam mình vẫn có những cái cài cứu nha. Thì cái này là những cái để anh mấy đội nam nên học hỏi mấy chị nữ, nhất là đây đề nghị quan lên mấy chị nữ một cái này đó. Mặc dù là có va chạm có đau đó nhưng mà tôi không thấy một cái động tác nào là quạo hết, rất là vui đó. Thì chỉ là tranh bóng, là mê bóng, là tranh với nhau thôi chứ không có cài cứu gì đó. Đó là cái tinh thần đó rất là fair play. Mà đội bóng nam sau này mình có tổ chức rồi mình phải học hỏi tinh thần đó nha. Thôi thì dân dịp 803 chị xin gửi lời chúc đến tất cả các anh, các chị em, các bộ nữ ở đây. Lời chúc là một ngày thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Còn các anh nam thì nhớ làm tròn nhiệm vụ của mình. Tại vì một năm các chị chỉ có một ngày 8 tháng 3 thôi. Thì các chị nữ đã ở lại với công ty chơi nửa ngày rồi, nửa ngày còn lại chúc vui vẻ với gia đình ha. Rồi đề nghị ban tổ chức chúng ta công bố giải đi. Chiều nay mà thiết thực nhất là mấy anh về nấu bữa cơm thật là ngon đãi với bà xã. Ok, ai công bố giải? Đề nghị anh Cường công bố giải đi. Anh Cường với chị về hôm nay quá vất vả ngoài sân rồi. Đề nghị chúng ta quan hô anh Cường với chị về đi. Alo. Trước tiên xin thay mặt ban giám đốc công ty cũng như ban giám đốc cái xí nghiệp và toàn thể cái đấng mày râu của công ty Vĩnh Phước xin gửi lời chúc mừng năm mới, chúc mừng ngày 8 phụ nữ, ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 đến tất cả các chị em cũng như các chị trong ban giám đốc. Luôn tươi trẻ và hạnh phúc, thành công trên mọi lĩnh vực. Xin chúc mừng. Sau đây tôi sẽ thay mặt ban tổ chức công bố kết quả của hội thao lần này. Thứ nhất là trò chơi dây chuyền khéo léo. Giải khuyến khích giải tư đó là phòng quản lý chất lượng. Xin mời phòng quản lý chất lượng. Và giải giải ba xin mời đội đại diện đội sữa cá một, dây chuyền khéo léo đội sữa cá một đâu. Và giải nhì xin mời các em bé nhỏ của đội sữa cá ba. Sữa cá ba mấy em sao đây chụp lại ngược nát không thấy, ngược nát không thấy. Mời đại diện sữa cá ba mấy em. Và
xin ra mời đại diện của đạt giải nhất của trò dây chuyền khéo léo đội văn phòng kho lạnh thống kê Lê Quân. Lê Quân và giải này xin mời anh Võ Thành Hải lên trao giải cho mấy em. Chờ bấm mạnh vô. Có qua nó kìa. Rồi có qua. Đây 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 xong nhớ trả lại nha. Xong nhớ trả lại nha. Đi mất tiêu rồi thấy không? Gần quá, nhỏ nha không ơi. Tắt này, đang tiết kiệm pin mà. Tắt hoài là nó hết pin. Vậy hả? Đây, đề nghị các em im lặng để mình công bố trò chơi thứ hai. Giải thứ hai là trò chơi kéo co. Chúc mừng đội đạt giải tư giải khuyến khích sữa cá hai. Mời đội sức hai đâu mấy em? Sữa cá hai đâu? Mời đại diện đội sức hai. Nhanh lên đi mấy em. Và giải 3, xin mời bàn kiểm 3. Bàn kiểm đâu mấy em? Và giải nhì, xin mời đại diện phòng quản lý chất lượng. Đây cũng là một trong những cầu thủ đá dữ dằn. Và đội nhất, xin mời đại diện Liên Quân Phi Lê tiếp nhận. Giải nhất đâu? Dạ sau đây xin mời chị Diệu trưởng phòng hành chính nhân sự lên trao giải cho mấy nè. Có qua qua chị. Qua đúng không? Vinh qua lắm, vinh qua lắm. Có BG gì cho. BG hả? Ở đây có BB. Có BB vô, vô. Vô tặng quà. Vô chị Diệu vô chứ. Này cháu chưa đó hả? Rồi cháu một tràng pháo tay đi mấy em. Rồi trả hàng rồi. Và tiếp theo đó là kết quả của trò chơi truy tìm kho báu. Xin mời đại diện đội đặt giải khuyến khích đội thành phẩm ca một. Thành phẩm ca một đúng không đâu? Thành phẩm ca một đâu? Mời đội đạt giải ba phòng quản lý chất lượng. Ủa, này nó cũng thơm. Ô mừng quá ha, được đạt và đội đạt giải gì bạn kiểm ba đâu em?